Thì như giới thiệu với các bạn trước đó, những cái phiên bản iPhone mà bên mình nhập lại được, ví dụ như là cái iPhone X này, thì đây là cái iPhone X mà mình đã giới thiệu với các bạn trong clip ngày hôm qua. Thì hôm nay mình có khách là người quen và cũng đang có nhu cầu đặt cái phiên bản iPhone X này. Thì cụ thể thì ngoài cái cây iPhone X này, mình còn cây iPhone 8 Plus, cây iPhone 8 Plus và cây iPhone 7 Plus, tất cả đều là hàng zin hết. Thì mình sẽ mang đi cho khách để khách hàng lựa chọn. Ngày hôm nay thì nhiệt độ ngoài trời đang là 41 độ C nên là mình sẽ làm một chuyến đi xuống dưới Hà Đông để cho khách hàng bên mình lựa chọn cái sản phẩm iPhone 8 Plus này. iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus và cây iPhone X này. Đó. Thì tất cả những cái hàng là khách hàng quen bên mình, khách hàng quen, người quen thì đều mình đều có thể ship hàng tận nơi. Trong nếu mà các bạn ngại đi ấy, thì mình có thể ship hàng tận nơi cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển ạ. Như vậy là mình đã di chuyển tới khu đô thị Văn Khê Hà Đông, và phía trước đây là nhà của khách hàng, và bây giờ mình sẽ cùng đi xuống xem là khách hàng của mình sẽ lựa chọn cái phiên bản nào nhé. Ok, như vậy là sau khi vào nhà khách hàng thì quay ra mình còn lại hai cây, đó là một cây iPhone 7 Plus và cây iPhone 8 Plus. Như vậy là các bạn đã biết cây iPhone nào mà khách hàng bên mình đã lựa chọn rồi đúng không ạ? Vâng, đấy là cây iPhone X64GB full hộp. Thì như cái video trước ấy, mình có đăng lên, thì các bạn nếu các bạn mà còn nhu cầu thì các bạn có thể để lại thông tin, số điện thoại hoặc là inbox cho bên mình. Nếu mà có hàng cái model tương tự thì bên mình sẽ sớm liên hệ lại với các bạn. Còn không thì chúng ta có thể lựa chọn những phiên bản iPhone X hàng 99% là sẽ đang có sẵn. Tuy nhiên với iPhone X hàng 99% thì chúng ta sẽ chỉ là máy và phụ kiện được tặng kèm thôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.